Hello mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một trong những cái kiệt tác của kiều nha mọi người. Đây là một trong những cái cây kiều rất là đặc biệt, đẹp. Nó được gọi là cây kiều trắng đột biến nha anh chị. Hoa cũng khá là to. Khi mà anh chị trồng khỏe đó, kiều này hoa nó ra được một cái chùm nụ rất là dài, khá là dài và khá là to nha. Nó có mùi hương nhẹ nha mọi người, mùi hương rất là nhẹ nhàng và cực kỳ dễ thương. Cái này á, là em chích để chơi Tết mọi người. Còn hiện tại á, là em vẫn chia sẻ với anh chị chậu nhỏ nhỏ nha mọi người. Chậu nhỏ nhỏ giá em bán á, là 1 triệu một chậu. Còn chậu to này á, thì anh chị nào yêu thích cái chậu to, chậu đang hoa này thì inbox cho em. Em sẽ để lại giá giao lưu cho anh chị chơi. Tại vì chậu này là em trồng tác phẩm, trồng để chơi mọi người. Đó, một trong những cái cây rất là đẹp, đột biến nha mọi người. Hồi xưa cái hàng này giá rất là cao luôn. Và mua không nổi luôn anh chị, mua không nổi luôn. Nó lên tới vài chục triệu, mười mấy triệu luôn mọi người. Bây giờ thì giá nó rẻ hơn rồi. Hiện tại bên em bán một chậu giá chỉ có 1 triệu cho mọi người sưu tầm. Nếu anh chị nào mà yêu thích cái dòng kiều trắng đột biến này thì cứ inbox cho em sẽ chụp cây cho anh chị sưu tầm nha.